Việt Kiều đang hái mồng tơi nè cả nhà. Ở đây nó có chỗ để lấy nước nha cả nhà. Cái bùi đi. Khi Bùi xin chào cả nhà nha. À, hôm nay Khi Bùi đi farm nè cả nhà ơi. À, Khi Bùi sẽ quay cho cả nhà mình xem trong farm này có những cái gì nha. Wow. Cây chanh nè cả nhà ơi. Trời ơi. Chanh quá trời trái luôn. Chấm 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 luôn nè. Quá. Lá lớp nè cả nhà. Trời ơi. Ngò gai nè cả nhà. Ngò gai mà để ăn phở nè. Trời ơi, nó thơm một cái mùi. Muốn ăn phở ghê luôn. Ý da, đã quá. Wow, giờ bên đây Khi Bùi bắt gặp một cái bí hay là bầu nữa. Wow. Bông nhiều lắm nha. Bầu cả nhà ơi, có một cái trái bầu nè. Đó. Wow. Ở đây farm nè cả nhà thì người ta có làm một cái hệ thống tưới nước sẵn hết nha. Tới giờ là tự nó tưới thôi chứ mình không có phải cầm đồ đi ra mà đứng tưới đâu. Đây là lá trầu nha cả nhà. Wow. Cái này là để ship đi chứ không có bán trong tiểu bang của Hawaii. Cả nhà ơi, Khi Bùi phát hiện có cây cóc nè. Quá trời trái luôn. Trời ơi. Cóc rụng nè cả nhà ơi. Coi nè. Wow. Thu hoạch cóc cả nhà ơi. Trời ơi, Khi Bùi cho cả nhà mình xem nè. À, không thể nào tưởng tượng được cây cóc mà nhiều trái như thế này. Trời ơi, xỉu luôn cả nhà ơi. Cả nhà mình nhìn thấy rõ không? Cóc mà nó mọc lên cái mái nhà luôn gì nè. Đây nè cả nhà ơi. Trời ơi, có cây me nữa nè. Me nè cả nhà ơi. Khi Bùi không biết là me nó có chua hay không, nhưng mà trái me non là không có chua nha cả nhà. Nó rất là giòn luôn nè, coi Khi Bùi ăn à. Không có chua xí nào hết á. Cả nhà mình thấy trái không? Ngon quá. Trời ơi, cái này có chén muối ớt.
mía nè cả nhà ơi, trời ơi, wow, hết sảy luôn. Cái này mà mình xay uống ha, phê luôn. Cả nhà ơi, đến đây thì Khê Bùi phát hiện có một cái vàng bí nè. Nè cả nhà thấy không? Wow. Nè cả nhà, trái bí thiệt là to luôn. Tốt ghê luôn cả nhà ơi. Chuối nè. Wow. Chuối xứ cả nhà ơi. Khổ qua này cả nhà. Đó, khổ qua Việt Nam mình đó. Trái này. Cái những cái cây trong đó là cây cây bù ngót các cả nhà. Đây là nguyên bụi gừng. Một bụi này cây bùi không đoán được là biết bao nhiêu củ ở trong đó luôn ạ. Wow. Cây bùi phát hiện có cây mít luôn cả nhà ơi. Để khi vừa xem cây mít này có trái nè mà không biết có chín không nữa. Nè nè nè, trái mít nè. Cao quá làm sao mà mình gặt hái được đây. Cái bùi nghe tiếng róc rách dưới này hình như có con suối nữa. Có con suối trong nhà. Để cái bùi đi tìm đường vô con suối này coi. Ý dạ. Có con suối dưới này nè cả nhà. Đó. Nhưng mà cây cối nhiều quá. Cái bùi phải đi ra. Quay cũng không thấy rõ được gì. Cái cảnh này là choáng váng luôn á cả nhà. Tại vì nhiều quá rồi tùm luôn. Wow. Giống như một cái thiên cung lạc vào trong vậy á. Cây trái vải và cây nhãn cả nhà ơi, nhưng mà không phải là mùa cho nên không có trái. Chuối nữa nè. Nhà mình coi nè. Rộng lớn dễ sợ chưa? Ở đây thì chim bay, cò bay thẳng cánh luôn cả nhà ơi. Ở đây thì Khe Bùi nghe nhiều tiếng gà lắm á, cũng là gà rừng nha cả nhà. Hawaii này đi đâu mà có rừng à, có gà cũng khiếp lắm.
Dưới đây lại gặp một trái thanh long. Cũng lại là có một trái thôi. To. Ở đây có con suối nè cả nhà. Nhưng mà trời nắng quá cho nên con suối này đã bị khô, không có nước. Lá dứa. Có một cây dừa rất là nhiều trái luôn. Wow. Trời ơi, dừa nè. Để cái bùi tìm cách thu hoạch những cái trái dừa này nha. Tưởng tượng được cái khuyến ngoài này nè cả nha. Oh my god. Có ai thèm chảy nước miếng chưa? Trời ơi, cốc ơi, cốc ơi. Việt Kiều đang hái mồng tơi nè cả nhà. Việt Kiều chào cả nhà nè, Việt Kiều ơi. Hello, chào cả nhà. Thầy á, thấy Việt Kiều sang trọng chưa? Hái mồng tơi. Hái mồng tơi nè cả nhà. Đó. Mồng tơi tốt quá hả Việt Kiều? Mồng tơi tốt quá trời luôn. Trời ơi. Bí này bí gì, bí ngô hả? Bí đỏ. Bí đỏ. Nè có cả cây bù ngót. Cái gì bằng cái gì? Bù ngót để nấu canh á. Nhưng mà cái này của Phi. Nấu canh thiết thịt gà. Trời ơi cái vườn nhìn mê quá cả nhà ơi. Bên kia cái núi kìa, nhìn rộng lớn bao la dễ sợ chứ. Đó cả nhà, coi cái vườn tổng quát nè. Xung quanh toàn là rừng không nha cả nhà. Chạm đi. Quá trái quá mà không làm gì được. Wow. Trời ơi.
mất đi à. Đi ông vào, bỏ vào rồi ông bỏ bỏ đó. Bỏ cái quả đằng năm đây, sang đây cho chị Bình ta vừa đây chị mà. Quả đằng năm bỏ đằng đây cho chị Bình đi ăn. À, đi phát đằng năm không? Không. Bà có cây đâu cơ cô? Có ạ. Ôi, thì mới bao tơ, con này không có gì. Bình với tư nữa à. Cối ạ. Bà cái cơm. Giao đâu rồi ta? Cơm giao tôi vừa cầm. Hả? Cơm giao tôi vừa cầm. Cơ kìa. Đó kìa, trong đó, trong đó. Cơm giao chín luôn cho chị Bình với vợ tư. Mấy cái bọc. Cách làm bạc hà à? Hà ăn uống. Để gọt ăn chứ. Bỏ ra mà ăn chứ gọt quá gì. Thành quả này cái nhà. Ừ, thành quả thu hoạch ở có dao không? Cái phần phải cần dao. Lọc ra. Giờ lên xe chạy ra nè cả nhà. Lọc trái thanh long ăn. Việt Kiều xử tại chỗ cái trái thanh long một trái duy nhất luôn hết mùa rồi cả nhà. Cho bẻ sao? Dạ, cho cả chuối nữa kìa. Chuối và mía nè, thanh long thanh long trắng đó. Đi ra lấy mở bỏ xe kìa. Dạ, một là để tay nè, lột thanh long nè. Việt Kiều ăn thanh long tại chỗ nè cả nhà. Ngon không Việt Kiều? Ngon quá trời, ngọt quá trời luôn. Ngon ngọt quá hả Việt Kiều? Mời khán giả ăn nè. Mời khán giả ăn nữa kìa. Việt Kiều chịu chơi quá Việt Kiều ơi. Trời ơi. Trời ngọt quá trời. Mời cái người à. Thôi mà nó ngọt quá vậy. Ngon quá cả nhà ơi. Không bán hết trơn còn hết trái á. Cảm ơn bác. Thành thánh. Rổ tóc nè cả nhà. Bùi kiếm chỗ bỏ lên xe. Chị có nghĩ là thứ tư không? Các bạn hồi xưa có một cô như là bán lá bánh, lá chuông. Trời ơi, chuối ngon ngọt lắm cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cái Bùi đi ra thăm mã của ông Dượng là chồng của Việt Kiều á cả nhà. Giờ cái Bùi phải đi kiếm coi cái mã nằm ở đâu nha. Thì
giờ xe Bùi đang đi tìm. Rồi để xuống đi. Đây. Xe Bùi ở đây nó có chỗ để lấy nước nha cả nhà. Xe Bùi đi hứng nước để bông. Ở đây được cái á, mình để bông đó đó cả nhà, thì tới ngày mà mỗi ngày đều có người ta đi coi cái chỗ này, thì khi mà hoa nó tàn á, người ta sẽ lấy hoa ra là người ta cắm ngược cái bình lại cho mình, nên là mình không có sợ phải mất cái bình. Dặn nên cho nó chọc nó hơi bị bay. Mình rửa tay rồi lấy đồ ăn xuống, có mang theo đồ ăn từ ở nhà. Khê Bùi và Việt Kiều chuẩn bị khấn vái ông Dượng nè, là chồng của Việt Kiều đó nha cả nhà. Ông mất năm 2006. Bà cô đang ngồi nhớ về Dượng nên Khê Bùi không dám làm phiền nha, chỉ đi ngang qua thôi. Đây là người chạy xung quanh để lo về chỗ này á. Họ chạy như thế này nè để xem chỗ nào có gì là họ lo dọn dẹp hết đó nha. Lúc này Khê Bùi cùng với bà cô lại khấn vái rồi dọn dẹp cái chỗ này. Sau đó thì sẽ chuẩn bị dọn lại cái bàn mà Khê Bùi đã để sẵn á. Rồi hai cô cháu chuẩn bị ăn sáng cũng như là ăn trưa. Sáng giờ hai cô cháu đi chưa ăn gì hết luôn á, nên thật sự rất là đói luôn nè. Ngay chỗ này được cái có chỗ ngồi lý tưởng và dưới bóng cây nữa, cho nên rất là mát. Khê Bùi đã chọn chỗ này để mà chuẩn bị ăn nè. Thương Việt Kiều không cả nhà? Lệ khệ phụ Khê Bùi để mà đem đồ ra bàn nè. Việt Kiều có cái chân bị mổ rồi đó, ngay đầu gối á, cho nên rất là yếu luôn. Giờ Khê Bùi ra xe để lấy thêm đồ ăn dọn dẹp ra bàn. Cả nhà nha. Anh mời cả nhà. Thịt heo quay với xôi lá cẩm. Ngồi chứ được nhiều ăn nha. Chỗ nó bán vịt này nó đông dễ sợ luôn đó cô. Vô mình đứng order rồi mà xếp hàng trời ơi. Dịch bây giờ mắc lắm á. Dịch gần 40 đồng rồi đó. Con có mua cho cô con dịch. Nói cho cô nhìn chứ. Con ăn cái con không?
Cả nhà hãy tiếp tục phần 2 với Khê Bùi và Diệt Kiều nha. Bảo đảm phần 2 sẽ có những phần rất là hấp dẫn luôn.